Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962, tháng 8 âm lịch năm 2021. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, số mệnh của con người mỗi tháng sẽ khác nhau do sự vận hành của các hành tinh gây nên những trường lực khác nhau tới từng vị trí, từng năm, từng tháng. Và cũng qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Để có thể nắm bắt được vận mệnh của mình mỗi dịp cuối năm hay đầu năm hay từng tháng, chúng ta vẫn thường đi xem tử vi để biết được vận trình của mình như thế nào, công danh, sự nghiệp ra sao. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tháng 8 âm lịch sẽ giúp quý vị nắm bắt được vận mệnh tốt hay xấu. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi của tuổi Nhâm Dần trong tháng 8 âm lịch sẽ chỉ rõ cho mọi người những bước đi chính xác. Phần luận giải tử vi sẽ phân tích về 4 phương diện chính: tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Để có được điều này, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đã phân tích về sao hạn cũng như những yếu tố thiên, địa, nhân ảnh hưởng trực tiếp đến lá số tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Qua đó giúp quý vị nắm được thiên cơ để biết cách phòng tránh. Và thầy cũng chỉ ra cho quý vị những phương pháp hóa giải hết sức hiệu quả giúp con đường tiền tài của quý vị được hanh thông, thuận lợi trong tháng 8 âm lịch. Trong phần luận giải tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho quý vị về vận trình của mình. Xin mời mọi người hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Nhâm Dần sinh năm 1962, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Nhâm Dần 1962, mệnh Kim Bạch Kim là những người thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng, ngoài lạnh. Nữ giới cũng có phần nữ tính, do dự không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, họ cũng là những người mạnh mẽ, khó có thể thao túng. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Tử vi các con giáp tháng 8 năm 2021 cho rằng tháng này gia chủ Nhâm Dần cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Mệnh chủ cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo, ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Bước sang tháng 8 âm lịch, tuổi Nhâm Dần sẽ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Con giáp này đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội. Nhưng dương thủy gặp đinh âm hỏa nên được gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất về sự nghiệp và quan vận. Xem tử vi tháng 8 năm 2021 âm lịch, tháng này với những người làm kinh doanh sẽ may mắn khi sự nghiệp đang đứng về phía bản mệnh. Các hợp đồng, cuộc gặp gỡ đối tác sẽ tương đối nhiều khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bản mệnh sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bản mệnh cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình. Vì cơ hội để cải thiện vận may phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản thân. Ngay cả khi gia chủ không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới, gặp gỡ tất cả các khách hàng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc, do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bản mệnh không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bản mệnh thiếu sự chỉnh chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề mà tuổi Nhâm Dần phải đối mặt. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng 8 âm lịch, những người tuổi Nhâm Dần tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Kinh phong thủy Gia Cát nhắc nhở tuổi Nhâm Dần cần chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Bản mệnh có thể sẽ dễ dàng cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Nhâm Dần sinh năm 1962. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia chủ Nhâm Dần đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Do đó, bản mệnh không có khả năng tách ra. Nếu không bị ràng buộc, bản mệnh có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần đời còn lại trong cuộc sống. Tháng 8 âm lịch, bản mệnh sẽ phải để tâm lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình. Quý gia chủ nên thư giãn, sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bản mệnh đã sống quá nửa cuộc đời nên biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, sùng mão, hình Dậu, hại tuất, pha tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 3 tháng 8, từ ngày mùng 9 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, canh thân, nạp âm, thạch lựu mộc. Ngày âm lịch 15 tháng 8, từ ngày 21 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, nhâm thân, nạp âm, kiếm phong kim. Ngày âm lịch 27 tháng 8, từ ngày mùng 3 tháng 10 dương lịch, nạp giáp, giáp thân, nạp âm, tuyền trung thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 6 tháng 8, tức ngày 12 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Quý Hợi, nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch 16 tháng 8, tức ngày 24 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Hợi, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây là 2 ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được các trợ lý hỗ trợ. Kinh phong thủy Gia Cát quý gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kinh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi chi tiết
của tuổi Nhâm Dần 1962, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp gia chủ có thêm được những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát để gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta, giúp chúng ta trưởng thành hơn. Vậy nên mọi người đừng bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.